Rồi, hôm nay mình sẽ làm đầu lồng nồi con Future LED bản số 64 này nha. Màu đỏ đen. Thì xe này để mình coi coi, xe mới quá, không biết có sơn lại vậy không, để mình coi chạy bao nhiêu cây số rồi mình sẽ làm cái xe này. Đầu lồng nồi nha anh em. Rồi 34.000 nè, coi kỹ nha anh em, 34.000. Đó. Sau khi mình chạy thì xe này có làm nồi rồi, vô lò xo rất là cứng nha, đạp số rất là nặng mà không đi. Rồi thứ hai nữa là bít tông nó có bị dỗ rồi, xe này nồng rin là anh em chạy khoảng 10-20.000 là có thể là có tiếng tạp rồi, có tiếng dỗ bít tông rồi nha anh em. Chạy cỡ 20.000 là có tiếng dỗ bít tông rồi. Bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em nghe này, làm xe này thôi. Đây bản số 64 ha. Về giọng. Rồi để mình đè về lại cho anh em nghe tiếng dỗ bít tông nha. Rồi anh em nghe cái tiếng nó có dỗ anh em. Đó, có tiếng cọc á. Rồi, xe Future LED này là chúa bị chuồng heo nồi sao bị lỏng luôn, là mình sẽ làm cho chủ xe luôn. Nói chung là xe này rung là lò xo là vô lò xo nồi, bảo đảm là làm nồi vô nặng lắm, chủ xe cũng có nói làm rồi. Mình lên xe mình chạy là mình biết rồi. Dòng này là mình chiên mà anh em, thấy không? Rồi, mình sẽ làm lại xe này thôi. Đó, nói chung là làm nồi với đầu lồng, xử lý cái tiếng kêu nó có tiếng cọc cọc nè. Đó, xe này là anh em phải làm lồng rồi mới hết nha. Vậy thôi. Nóng lên đã kêu nha, nguội thì không kêu. Nồi thì mình làm về chuông cốt không hết rồi hả, ba càng FCC chuông cốt không rồi. Nồi thì mình sẽ đi lại lò xo, đồ này là lên lò xo rồi nè, với lại tán chuồng heo là lại nha, đi bố sau FCC là ok rồi. Còn đầu lồng thì mình sấy bình thường ha. Rồi, chủ xe muốn làm gì mình tư vấn thêm, như chủ xe kêu mình mở tua nữa nha. Rồi giờ làm xe này thôi anh em ơi. Đây tiếng nghe rất là rõ anh em thấy nha, tiếng rất là rõ đó ha. Rồi vậy thôi, chạy về làm xe này. Có gì trong quá trình làm mình quay lại cho anh em coi. Số nặng lắm anh em. Này bảo đảm là vô ba nặng ba nhẹ hoặc là 6 cái lò xo nặng. Đó, lên ga nó vọng nè. Không có đi nha anh em. Đó đó đó. Xe lì lắm anh em ơi. Nhá. Rồi làm xe này thì kinh nghiệm thì không biết sao, nhưng mà mình có thể làm im cho anh em ở nha anh em nha. Tại vì dòng xe này là anh em lên kênh của mình rất là nhiều, cho nên là anh em yên tâm. Nói chung là chế độ bảo hành, nếu mà lỗi tại mình thì mình sẽ bảo hành cho anh em nha, chứ không có gì đâu anh em, không phải là nói lật lộn gì đâu nha. Nói chung là có chế độ bảo hành đàng hoàng, nếu mà trường hợp là hợp tình hợp lý thì mình sẽ bảo hành cho anh em thôi. Chiếc Future LED xe em trai bản số 64, nói chung là lồng không có xước gì hết, xe còn mới, nhưng mà nó dỗ thì mình sẽ lên cốt luôn nha, đi trái bê tông ngắn chống dỗ nha. À, bít tông là còn ngon, cái nào còn ngon mình nó còn ngon, nhưng mà mình sẽ đi luôn không, là mình đi bít tông khác là nó hết dỗ á, cái đó là kinh nghiệm của mình ha. Đó rồi xúc bắp thì sấy lại thôi, xúc bắp rổ là sấy lại đó. Chuông gờ nha anh em ơi, chuông gờ có dấu luôn rồi. Rồi ba càng này nha, đó ba càng này là không phải ba càng zin anh em ơi, thấy nó kỳ lắm. Dáng ba càng zin nó không tới nổi mà dài tới mức gì đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi lại ba càng FCC nha, bán cái chuông khác vô, cái này cũng có bán nào mà mòn rồi anh em ơi. Rồi rồi thì nồi này là đi ba lò xo zin màu xanh da trời nè, cái màu xanh này là xanh lơ thuộc bia đó anh em, ba cái lò xo xanh lơ sờ thuộc bia là ba lò xo zin nè. Rồi ở đây là có ba lò xo này là inox nữa, có nghĩa là ba nặng ba nhẹ nha anh em. Ngay chợ đó. Ngay chợ sạc lão đó. Bây giờ cái này là zin nè, còn này là bộ nè, ba cái nặng ba cái nhẹ. Rồi nãy vô số nặng lắm nha anh em. Rồi nha, thì mình sẽ căm bố nồi rồi lại cho chủ xe luôn. Đây ở đây là bỏ luôn lò xo nhỏ nhỏ của người ta luôn rồi nè, hụt đế nồi này nha anh em, canh lò xo nặng quá là hụt đế nồi nha, không chạy được nha. Rồi em trai này đi, đây là bà đang đổ cò trong xe nè, chúng em trai này sẽ đi bà đang đổ cò SKF nha. Đó bà đang cam là còn ok, mình giữ lại nè, bà đang này là nè tới nồi rồi nè. Ê, cái này là chủ xe là lúc mà làm đâu là có thai rồi nè nha. Rồi, đóng ngược vô đây luôn nè, chữ đóng ngược vô đây nè anh em. Rồi sấy lồng lên cốt nha anh em.
rồi làm lại bộ nồi với lại đi bà đạn đũa cò SKF để lấy ra cho anh em coi luôn. Rồi ở đây là bà đạn đũa cò SKF nè anh em ơi, Get Money nè. Hai chị tốn tiền hai chị mà về anh Get Money, Get Money nè anh em ơi. Đó rồi mình sẽ so sánh ha. Thì bà đang đũa cò đây mình còn nha. Hàng này là mình nhập mà không có luôn nha, đặt cọc trước mà không có đó. Nên anh em nào mà yêu thích cái bà đang đũa cò này là xuống mình thay cho nha. Được không? Cái này là bản là limited nha, chứ không phải là no limited nha. Đây nè, cái này trong xe bằng sắt nè, rế này bằng sắt nè. Còn ở này rế bằng nhựa nè, anh em thấy không nè. Đó, hai cái này rế bằng nhựa nè. Có cái giữa là trong xe đó, còn hai cái này bằng nhựa nè. Bằng phíp này là bao chạy luôn nha. Ta chạy là bữa giờ mình thay biết bao nhiêu rồi, chạy phà phà. Cái này là bản giới hạn, có hạn nha, không có nhiều đâu anh em ơi. Cho nên là anh em muốn là xuống gắn mình gắn cho. Xe quay gần cho anh em thấy nè, hai cái này trong xe nè. Còn hai cái này là SKF nè, thấy không? Rồi đế nồi này lỏng tán lại luôn cho anh em nè. Ở đây có 4 river cho nào mình sẽ tán ra 4 river với lại 4 cục cao su của đế nồi này mình sẽ tán 6 river luôn, khoan thêm chỗ lỗ chỗ qua đây luôn nha. Đó chỗ qua bên hai hộp này đó. Có cái này mình làm hoài anh em. Không gì đâu. Rồi nha anh em ơi, thì xe này mình sấy xúc bắp rồi lã chảo nhẹ nè, rồi thay bà đang đũa cò SKF nha. Đó, thay vô. Cho miếng nhớt rồi nè. Rồi nha, đang đũa cò vô đây vừa y à, anh em nói là gắn vô có bị gì không? Thì gắn vô vừa y của người ta vậy mà đấy. Đó, vô vừa y nha anh em, có gì đâu nè. Nè, nè. Đấy nha, anh em cứ hỏi mình gắn có vừa hay không. Không vừa sao chạy được anh em. Nè. Rồi chiếc Future LED của em trai bản số 64 này là mình sẽ thay 4 lá bổ nồi SCC nè. Rồi lá sắt để lại ha. Ba cái lò xo inox này mình sẽ trở lại ba lò xo viên nha. Đó. Rồi đây có ba lò xo inox nè, nãy đi ba nặng ba nhẹ nè, thì mình sẽ về ba lò xo nữa viên luôn nha, là vô 6 cái bình thường viên lại nè. Còn ở đây là mình canh một cái lá sắt lên nha. Lá sắt này cũng viên luôn anh em ơi. Đó. Thì lá sắt này là nói chung là đế nó hụt anh em ơi. Mình canh là chạy ok đó, khỏi lo ha. Canh một cái lá sắt dày lên. Còn canh sao thì mỗi tiệm có một thủ thuật, mình không biết sao mà nói. Nó chạy được không? Đó anh em ơi. Đó, đầy lên là chạy ok rồi đó, bao chạy luôn nha. Đây là vô số đanh ngon giòn mà hả, không có nặng như là cái đồi hồi nãy nha. Nãy là đi ba nặng ba nhẹ anh em. Nè đó. Đây. Yeah. Bố nồi là mình đã thay rồi nha, mình canh độ thúng lò xo về canh lại độ thung lò xo miếng với lại tán chuồng heo nè, mình đi 6 river luôn nè, kỹ rồi nè. Đó nè, hai lỗ này là không có mà mình khoan trổ qua nè, đó là nhét 6 cao su luôn anh em ơi. Rồi cái trong đây là mình tán cao su chống rung luôn đó. Rồi đó ha, thì chuông là tán chuông mới nè, giờ có không bố ba càng thì FCC bố dài. Ok nha, rửa đáy sạch sẽ, vô lại bộ nồi nha anh em. Rồi chiếc Future LED của hai em Thủ Đức này mình lên kết 1 nha anh em. Rồi đi bê tông chống rốt nha, chống rốt với lại chống vũ cháy. Rồi ok nha. Rồi lại nha, kết 1 nha anh em. Rồi chiếc xe của hai em trai Thủ Đức gần xong rồi nha. Thì vô bô rồi mình nổ máy, còn mở thu máy nó mới xong. Thì xe này là vô bà đặng đũa cò, rồi làm phun dàn hơi, xây xúc bắp rồi đó. Với lại nồi thì chở về nồi zin nha. Nồi có làm ở đâu vô số nặng nữa thì giờ mình làm lại đây. Tháp chuông rồi đó, nổ máy anh em ơi. Cài đặt lại mới có garanti nha. Ok á, sân cam chưa lên hết á. Xe này là mình không có can thiệp đến tăng cam nha, tại vì cái thợ trước cũng đã làm tăng cam rim quay vô rồi. Ừ, chút cho nó nhẹ đi chỉnh nè, cài đặt lại chạy nhẹ chỉnh.
Rồi ok nha anh em. Hết tiếng cọc cọc hồi nãy rồi đó. Rồi xe này là tán chuồng heo lại luôn nha, đi lại hai cục cao su nữa là 6 cục đó. Rồi, làm nồi lại. Số này nãy mình vô thử rồi, cắt cái da ngọt nha mà nhẹ hơn lúc đầu nha. Mở tua máy nữa là xong rồi nha. Rồi, để mình chạy mình cài đặt lại cho chú xe về. Đây cũng ở Thủ Đức nè, sáng giờ. Đây nè. Hai đại ca chờ. Em trai này là sau khi xong thì xe chạy nhẹ nha anh em, bớt luôn đầu hẳn này vô số mình canh là nhẹ nhàng luôn. Thì xe này có lã chảo nha, thì tán chuồng heo đó, xe chạy ok nha anh em. Rồi mình về là mình chỉnh cò đồ lại cho chủ xe đó là ok rồi, xe ổn anh em ơi. Rồi thì xe chạy ổn định rồi, mình kết thúc video nha. Đây mình chạy về tới Thủ Đức lận rồi. Rồi anh em nào có xe giống vậy muốn làm thì xuống tiệm mình làm cho nha, mình có đủ kinh nghiệm để làm dòng xe này.